Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách hầm cháo tôm sú đậu xanh thơm ngon tại nhà nhé. Nguyên liệu chuẩn bị gồm có 200g gạo tẻ, 200g tôm sú và 50g gạo nếp và 50g đỗ xanh đã bóc vỏ sẵn nha các bạn. Và bên cạnh đó thì mình cũng đã chuẩn bị thêm 2 lít nước xương hầm nha các bạn. Khi các bạn nấu cháo với nước xương hầm thì sẽ giúp cho cháo ngọt và có nhiều dinh dưỡng hơn nha các bạn. Và bây giờ thì mình sẽ cho các nguyên liệu gạo và đỗ vào trong nồi hầm để mình sẽ vo sạch những cám và bụi có trong gạo và đỗ nha các bạn. Các bạn chú ý hãy vo thật là sạch và sau đó khi sạch rồi chúng ta sẽ cho cái lượng nước xương hầm vào trong nồi hầm nhé để chúng ta tiến hành hầm nha các bạn. Vì nồi hầm của mình đang